Hello. Nói thì cái xe bên Pháp mình nói hầu như dân tộc Việt Nam đó, nhân dân Việt Nam rất là vui phấn khởi, nhưng mà bên cạnh đó thì có một số thành phần tự nhục các bạn. Nó tự nhục, không biết nó là người Việt Nam hay là người Campuchia hay là Lào, không phải là xe VinFast không đâu, mà trước giờ những cái thành tựu mà chúng ta đạt được đó, tụi nó đều tự nhục. Nó phải tìm cái cách gì đó để nó phá hoặc là nó chê bai đó, mà chúng ta gọi tụi nó là cái lũ tự nhục. Nếu VinFast thành công ở thị trường Mỹ, VinFast bán được xe, VinFast thu về ngoại tệ đóng góp cho đất nước, thì ai được hưởng các bạn? Nhân dân được hưởng, nhưng ai được hưởng? Đất nước này phát triển thì nhân dân trong đó có phần của họ, chưa kể những cái tập đoàn đa ngành nghề của VinFast đang ở trong nước đây, họ đã đóng góp cho đất nước biết bao nhiêu thứ đó. Thì những cái kẻ tự nhục này, rồi gia đình, rồi dòng họ, nó có được hưởng không, có được thụ hưởng không? Chắc chắn là có. Nếu cái đất nước này không phát triển, đúng không? Nếu nó chê bai thì kéo nhau qua ly BCD rắc mỡ đi. Bên đó nó có dân chủ, có nhân quyền rồi đó, Mỹ đã ban cho rồi 10 năm nay rồi. Ok, đàng hoàng, lần sau rút kinh nghiệm không đề chữ khủng bố nữa. Rồi bữa nay like thử là coi như like thử là lần đầu tiên làm chuyện ấy mà, cho nên là bỡ ngỡ. Đó thì mình nói về cái xe VinFast các bạn. Mình rất là tự hào. Đồng ý VinFast nó không cho mình cái gì đó. Nói chung mình có được, chắc chắn mà là một người dân mình sẽ được hưởng lợi khi mà kinh tế chúng ta phát triển. Mà những cái tập đoàn như VinFast thì nó kéo kéo cái sự phát triển của chúng ta rất là nhiều. Đó, nhưng mình rất tự hào. Và cái xe VinFast mình rất ấn tượng ở một điểm này nè. Chúng ta thấy đi đi ngoài đường buổi tối á, chúng ta rất khó phân biệt. Chào anh Chu Phan. Chúng ta rất khó phân biệt được các cái loại xe Nhật, xe xe Đức hay là xe Ý, xe Hàn Quốc, chúng ta không thể phân biệt, rất khó hoặc rất khó. Nhưng mà chúng ta để ý cái xe VinFast chạy ngoài đường, chạy ngược chiều là chúng ta nhận thấy liền cái đèn chữ V của nó rất là đặc biệt. Nhìn cái xe VinFast là chúng ta biết liền. Đó. Nó có một cái rất là hay nha. Không biết các anh chị để ý không? Chứ nếu mà cách mấy chục mét các cái hãng xe khác như Toyota, Hyundai rồi Mercedes rồi này kia, các anh chị rất khó phân biệt được lắm. Nhìn khoảng mấy chục mét tới 100 mét chúng ta không biết đó là cái xe nào. Nhưng mà xe VinFast chúng ta có thể phân nhận ra nó cách mấy trăm mét. Dạ em khỏi là anh Chu Phan. Còn hơi ho ho thôi. Nó có di chứng bị Covid này, nó có di chứng. Nói chung chích 2 mũi thì nó không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà nó có di chứng. À, khỏe rồi. Nói chung là đó thì mình nói sơ về cái bài viết của Việt Tân về cái xe VinFast, và mình cũng nói thêm về cái xe VinFast là một người Việt Nam chúng ta cần phải tự hào. Bởi vì Mỹ họ tự hào, họ có Boeing. Nhật họ tự hào, họ có Toyota. Hàn Quốc tự hào, có Samsung. Đức tự hào, có Mercedes. Thì tại sao Việt Nam không tự hào có VinFast? Đó, chúng ta đã hoàn toàn tự hào. Hôm nay còn một cái vấn đề rất là nóng là cái ông giáo sư Trần Ngọc Thêm ông nói cái vụ mà bỏ bỏ cái khái niệm chồng người với lại tiên học lễ hậu học văn. Thật sự mà nói thì sẵn đây mình cũng nói sơ qua, không hiểu ông ta làm giáo sư mà tại sao ông ta lại có cái nhận thức lạ lùng như vậy. Ông ta cho rằng là chồng người là gì ở trong cái bài viết cũng không nhớ lắm, có nghĩa là ông lái cái tự chồng người sang cái nội dung khác, cái ngữ cảnh khác, cái hàm ý khác đó, để mà ông phân tích. Các bạn thấy biết là
Cái từ chồng người thì nó ai cũng chúng ta biết hết rồi. Nó xuất phát từ câu nói của Bác Hồ trong cái câu nói là vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì vì lợi ích 100 năm trồng người. Tại sao trồng cây có 10 năm mà trồng người cần phải 100 năm? Cái là mình chỉ hình dung là không ai sống được 100 năm, nó ít lắm. Nhưng mà cái quan trọng của 10 năm và 100 năm thì Bác đặt cái vị trí của con người cao hơn tất cả. Chúng ta phải trồng nó. Cái cây muốn tốt, muốn phát triển, muốn có thu hoạch thì chúng ta phải trồng, chăm sóc và bảo vệ nó. À, Nam Phong nha. Đó, chúng ta trồng, chăm sóc, bảo vệ nó. Bây giờ chúng ta một cái cây bây giờ chúng ta gieo một cái hạt lúa xuống xuống đồng và chúng ta bỏ đó. 3 tháng sau liệu chúng ta có thu hoạch được gì không? À, chào Minh Thanh. Đó, thì trồng người là nó nằm ở cái chỗ này. Chúng ta gieo hạt lúa xuống, chúng ta không chăm sóc, không tưới tắm, không bảo vệ, không gọi là xịt thuốc rồi này kia cho nó tốt, tươi tốt, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có thu hoạch, không có kết quả. Thì tại sao chúng ta lại trồng, trồng, chăm sóc nó và bảo vệ giữ gìn nó, thì sau 3 tháng chúng ta sẽ có một cái vụ mùa bội thu. Đó là cái kết quả chúng ta trồng đó. Thì cái câu trồng người này nó cũng vậy. Đó, tự nhiên ông giáo sư này ông đòi bỏ. Và cái mà khó hiểu nhất là cái bỏ luôn cái khái niệm tiên học lễ hậu học văn. Không hiểu, chắc trong cái gia đình ông giáo sư này chắc là già trẻ lớn bé là ngang nhau hết. Không có lễ nghĩa mà xưng bạn bè hết hả? Hay là mày tao hết hay sao? Tiên học lễ, chúng ta biết cái từ lễ thì ban đầu nó là lễ nghĩa, nhưng mà rộng ra thì nó chính là đạo đức. Trước tiên làm người phải học đạo đức trước, sau đó mới học văn. Văn cái này là học học chuyên môn đó. Sau đó mới là học về chuyên môn. Thì tại sao một cái câu người ta nó mang một cái ý nghĩa đó, sâu sắc như vậy mà ông ta đòi bỏ? Rõ ràng chúng ta thấy nó vô lý đến mức độ đó. Một giáo sư mà chuyên ngành văn hóa học các anh chị, chứ không phải một giáo sư mà nó không liên quan đâu. Thì chúng ta thấy giáo dục hiện nay cái đạo đức học đường nó đang xuống cấp. Thay vì ông ta nói chúng ta cần phải tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh thì ông ta lại đòi bỏ. Vậy ông ta muốn cái đất nước này lâu lâu học sinh nó buồn buồn, nó xách súng, nó nã đạn giống như bên Mỹ, nó đem vô trường nó bắn bạn bè nó cho vui, đúng không các anh chị? Anh chị thấy đó, bên nước Mỹ không có cái lớp học nào có cái chữ tiên học lễ hậu học văn. Cho nên học sinh nó cứ lâu lâu buồn buồn, nó xách súng của cha mẹ nó vô trường nó bắn chơi. Đôi khi nó lớn lên cũng vậy thôi, nó cũng xách súng vô vũ trường, vô nhà, những cái nơi công cộng nó bắn. Đó, vì nó đâu có được học lễ trước đâu. Và cái ông giáo sư này là ông đi suối, đi đề nghị, đề xuất là bỏ tiên học lễ hậu học văn. Các bạn thấy một con người mà không... Bác Hồ đã từng nói rồi. Chào chị Hai Yến. Bác Hồ đã từng nói, có đức mà không có tài, làm việc gì cũng khó. Mà có tài mà không có đức thì vô dụng. Ngày xưa thì chưa làm gì thì vô dụng thật. Nhưng mà bây giờ có tài mà không có đức là một nó phá hoại đất nước này kinh khủng. Các anh chị thấy những cái trọng án, những cái vụ án mà gây thiệt hại to lớn cho đất nước này là toàn những kẻ có tài gây ra không? Những kẻ đó là những kẻ có tài đó, nhưng mà không có đức. Những kẻ đó không có đức, cho nên nó gây ra thiệt hại rất lớn cho đất nước, chứ không phải là không chỉ là vô dụng nữa đâu. Các anh chị thấy, cho nên làm gì làm
đạo đức là cái nền tảng của con người, của xã hội. Một cái xã hội vô thường, vô luân, vô đạo đức thì làm sao chấp nhận được? Vậy tại sao là một giáo sư đầu ngành về văn hóa học lại phát ngôn như vậy? Thử một cái gia đình thôi, chúng ta nói thử một cái gia đình mà chỉ cần một đứa trong nhà nó ngổ ngược, nó hỗn láo thôi, đã thấy không thể, cái gia đình nó không thể hạnh phúc, không thể yên bình rồi. Chứ đừng có nói đến cả một cái xã hội không chú trọng đến đạo đức, thì liệu cái xã hội đó tồn tại không? Một cái ông giáo sư như vậy mà thốt lên những cái câu như vậy. Ông giáo sư Trần Ngọc Thêm. À, Minh Thanh vô cái đọc cái bài của ổng trong cái báo Việt Nam Cộng, Việt Nam Plus đó, báo điện tử nha. Vô cái phần mà xã hội giáo dục đó, có cái bài viết về ổng trả lời phỏng vấn đó. Ông này là giáo sư nha, giáo sư văn hóa học nha. Nếu ông ta là cái người mà có tâm có tầm đó, ông ta phải đặt nặng cái vấn đề giáo đạo đức này nè, phải lên hàng đầu. Bởi vì chúng ta rõ ràng chúng ta thấy giáo dục học đường hiện nay nó đang dần dần xuống cấp, mà cái này chúng ta cũng đừng bao giờ đổ thừa cho ngành giáo dục. Bởi vì con em chúng ta ngoan hay hư đó, phụ thuộc rất lớn vào gia đình, sau đó tới xã hội, rồi mới tới nhà trường, đúng không? Thế bây giờ hở một cái là đổ thừa cho giáo dục. Con em chúng ta một ngày đi học được bao nhiêu giờ, được học bao nhiêu tiết giáo dục công dân, mà hở một cái là đổ thừa cho giáo dục. Đó, các bạn thấy đó. Nếu mà trong gia đình chúng ta không dạy nó thì không ai dạy nổi nó đâu. Không ai dạy nổi. Nhà trường, thầy, cô giáo họ mà lỡ đánh một cái thì gia đình kéo nhau tới sỉ vả, thậm chí là chửi bới, kiện người ta. Cho nên là giáo viên bây giờ họ cũng đâu dám đánh. Họ đâu dám dạy. Đó, cho nên là đừng bao giờ mà con cái hư, học sinh hư đổ thừa cho nhà trường, cho ngành giáo dục. Giáo dục họ... Giáo dục chủ yếu là về văn hóa, về học vấn. Bên cạnh đó thì vẫn có những cái tiết giáo dục công dân. Nếu chúng ta dạy tốt, chúng ta định hướng tốt thì các em nó vẫn có thể tiếp thu. Nhưng mà không phải là tất cả. Nếu không có sự quan tâm của gia đình, không? Và không có một cái xã hội tốt để các em tiếp xúc hàng ngày, thì cũng rất khó cho ngành giáo dục. Con không mời được cả bố cầm ơi, không biết cái nick này, chắc là lần này thử nghiệm thôi. Lần sau con like, con dùng kiếm cái nick khác nào mời được, con mời bố lên. Rất muốn mời bố cầm lên chia sẻ, rồi mời các anh chị em khác mà bữa nay. Hôm nay con nói chút xíu rồi lát có gì bố qua nhà Lan Hoàng đi. Lan Hoàng like 6 người thì bố con mình lên tiếp tục nói chuyện. Có nói với Bùi Tùng với Lan Hoàng rồi mà cuối cùng không mời lên được, rồi làm live show mình con luôn. Đó thì mình nói về cái vấn đề giáo dục. Mời em hả? Mời lên được không? Để coi. Có tên đâu có thấy hình ảnh gì đâu mời. Không có thấy Yến Nhi luôn nha. Yến Nhi núp lùm đâu rồi? 10 giờ lại thì 12 giờ ngủ có gì đâu. Bữa giờ bị Covid này nó làm cho mất ngủ luôn. Không có đêm nào ngủ trước 2 giờ. Có đêm thì 4 giờ mới ngủ. Đó thì nãy giờ nói đến cái vấn đề của ông giáo sư Trần Ngọc Thêm. Nó quá nhiều cái vấn đề để chúng ta nói. Đâu mà đây? Có thấy đâu? Không thấy nha. Yến Nhi xạo quá, hồi đó giờ có bao giờ lên diễn đàn nào đâu mà đây với không đây. Chưa ai biết mặt Yến Nhi là ai hết á. Một nhân vật vô cùng bí hiểm. Mà mình đang nghi là Yến Nhi này là CIA cài cắm đó nha các bạn. Yến Nhi là cái nick gì nè, Gia Smae gì nè. Tên khó đọc quá. Muốn gãy lưỡi luôn.
Nếu mà thời gian tới mà không lộ mặt là thành CIA đó nha. Mấy năm trời lên mạng mà không ai biết mặt hết. Mời không được nha Kiên Giang, không ai mời được hết, là để diễn đàn sau rồi muốn lên thì mời nha. Đúng rồi, có khả năng là RFA cài cắm Yến Nhi vô hoạt động để nhằm lật đổ hay gì đây nè, nghi lắm luôn á. Các anh em coi chừng giùm Yến Nhi nha. Thấy gì à, Minh Thanh ơi? Có thể là cái tựa đề mình đề cái từ khủng bố nó nghe nó ghê gớm quá, cho nên là chắc nó không cho mình mời đó. Để từ khủng bố nghe nó hết hồn rồi, nó không cho mời. À, chụp hình Yến Nhi hả? Đâu rồi, đưa đưa cái mặt lên coi. Chưa ai thấy mặt Yến Nhi đâu, chưa ai biết đâu. Ôi trời ơi, Kiên Giang kêu sợ nó mệt quá. Đồng đội anh mời còn không được mà mời ai đây? Kiên Giang là lên, nếu mà mời Kiên Giang lên thì Kiên Giang chỉ gọi là diễn hài cho anh em coi chơi thôi, chứ Kiên Giang làm gì đủ trình để phản biện đâu mà sợ với không sợ. Kiên Giang không đủ trình, sự mà nói là không đủ. Lần sau tránh mấy cái từ nhạy cảm. Lần sau mình mà viết Việt Tân là mình phải viết là gì ta? Tổ chức yêu nước Mỹ hả? Tổ chức Việt Tân yêu nước Mỹ. Cái đề từ khủng bố cái nó không cho mời ai lên luôn. Ngày thôi bữa nay là bữa cái bữa thử nghiệm. Lần đầu làm chuyện ấy nó cũng hơi bỡ ngỡ mà nó cũng cũng phê đó. Đó giờ là chưa bao giờ mở like nha các anh chị, các bạn. Nay buồn buồn này, mở cái like đầu tiên thấy có những cái vấn đề cũng muốn chia sẻ. Ok, thì bữa sau bỏ cái từ khủng bố đi. Viết chữ Việt Tân tổ chức yêu nước Mỹ được rồi. À, Minh Thanh thấy cái bài viết ông giáo sư chưa, đọc thấy chưa? Ông ta suy diễn rất là vô lý. Nó suy diễn một cách gọi là không chấp nhận được. Một giáo sư nhưng mà suy diễn nó phi logic, nó không hề logic. Cái hai cái khái niệm về 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 chồng người và tiên học lễ hậu học văn không hề logic luôn. Những cái người học luật mà họ đọc họ 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 sẽ phản ứng mạnh về cái tư duy logic của ông giáo sư này. Không chấp nhận được. Và ông hiểu là tại sao ông lại có cái học hàm giáo sư. Nghe lạ. Mình thì phó thường dân thôi, nhưng mà mình thấy mình đọc vô cái là mình thấy không chấp nhận được. Nay ho quá chứ ông ho, hát tặng các anh chị em bài rồi. Hát hơi bị hay á. Tại lần sau like ha, trước khi like hát tặng anh chị em hai bài nhạc truyền thống. Mình chơi truyền thống chứ không chơi bolero nha. Hát bolero thừa sức nhưng mà không hát, bởi vì cái nhạc bolero nó không động viên tinh thần, ủy mị yếu đuối lắm. Bởi ngày xưa nghe cái nhạc là biết ai thất bại ai chiến thắng rồi. Cái nhạc truyền thống nó hùng hùng hồn đúng không, nghe là muốn ra trận. Ủa là làm tên Hiển là đang ho không hát gì, giờ hát bài gì nè, tặng bài đi xuống nha. Ok, hát bài niềm tin Hà Nội, niềm tin và hy vọng, rồi kết thúc live nha. Bữa nay live thử nghiệm thôi, lần đầu tiên làm chuyện ấy mà. Hát nha. Nói chung là bị Covid là ho chưa bớt, nhưng mà thôi, thể theo 5.000 lời yêu cầu thì hát bài tặng anh chị em. Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô.
Đường lộng gió thênh thang năm cửa ô, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vân vương lên trời cao. Ơi Đông Đô hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây, ơi Thăng Long ngày nay chiến công rạng danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta, là ngôi sao mai rạng rỡ sáng soi bóng đêm Trường Sơn lắng trong nước sông Cửu Long. Nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca át tiếng bom rền. Thôi nhá, hát nửa bài thôi. Rồi, cảm ơn các anh chị em đã lắng nghe. Lần sau nếu mà hết thơ hát hai bài nhạc truyền thống hoặc là những bài ca về ca ngợi về quê hương đất nước thôi. Và không có hát như bolero nha. Rồi, cảm ơn các anh chị em. Rồi, bye các anh chị em nha. Lần sau hứa hát hai bài.